Chào khán giả, hôm nay mời khán giả, quý vị khán giả đi theo cùng với Người Việt ở Nga để xem Người Việt ở Nga khách sạn chuẩn bị cho các anh em là chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đán. Thì anh em cùng theo với lại mình đi lên nhé. Đang treo cây đào để chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Nào, trời ơi, quá đẹp luôn. Cây đào đang ra nụ này, chuẩn bị Tết. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, nụ. Quay thế này để mai ngày kia xong bắt đầu nó ra nụ lại quay tiếp để cho khán giả biết là khách sạn Crown. Đây là có hai cây đào nhá. Khách sạn có hai cây cây mai chứ đúng không? Mai hay mai. Ở miền Bắc thì dùng đào nhưng mà miền Nam thì dùng mai. Rất tuyệt vời. Có hai được hai nhân gia đình có hai nhân viên. Quá là xịn sò luôn. Trời ơi đẹp. Đẹp quá trời luôn. Đây. Cây mai này là anh nói cây mai này bao nhiêu tuổi để cho khán giả đây cái gốc mai đây. Cây mai đây không? Bao nhiêu tuổi đây gốc mai để cho mọi người khán giả. 20 tuổi. 20 tuổi á? Đúng rồi. Tại sao bác Thái bên công an lại bảo 30 tuổi là thế nào? Chủ nhân thì bảo 30 tuổi. Hả? 20 tuổi. 20 tuổi. Rồi. Toàn bộ khách sạn, bên cửa khách sạn. Tí nữa trang trí xong là quay tiếp. Thì cẩn thận. Trời ơi. Toàn nhân viên tích cực. Chả biết tâm lý là gì, tập tâm lý. Cũng hay là còn hay là đỡ bà tập án. Còn 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 Thank you.
Em ở trong khách sạn Cara Hotel đã chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, thì cả một ngày. Thì bây giờ mời các bạn khán giả để xem một ngày làm việc của như thế nào nhé. Thì khán giả đi cùng với mình để trong một cả ngày hôm nay nha. Ủi, hôm nay trên bầu trời của Việt Nam mình, hôm nay đứng trên khách sạn là tầng 20 nhìn ra quá tuyệt vời luôn các bạn này. Đây là thực tế luôn nhá. Đây dưới này là thành phố này, mình quay lên. Trời ơi, hôm nay quá đẹp luôn. Đây là có hai bạn Nga này. Hai bạn Nga đang mình lên trên tầng 20 nhưng mà không biết là có đẹp như thế. Thấy hai bạn đang hí hoáy chụp quay rất là thích luôn. Đây, mình quay xa xa các bạn nhìn. Ôi tuyệt vời, hôm nay trời đẹp thế nhỉ. Mình quay cho các bạn đây. Đây là tầng 20 cộng 1 là có tập thể dục này. Đây, hai bạn Nga rất là xinh gái nhé. Krasi vừa đá. À, vừa các Việt Nam, các Việt Nam Karasho. Krasi vừa đá. I Bagoda Karasho đá. À, xin chắc Tam Rasia Bagoda khổ lật đá. À, Skon Kơ Gà Đu Sổ. Xin chắc. À, minut đá bá sát biệt đá. Karasho. À, à, ca vừa ca cô gô rách. Hả? Vologda. À, Vologda đó. Vologda. Ở thành phố Vologda. Các bạn ấy là nói là hiện tại ở Việt Nam thì các bạn rất là thích với khí hậu của nó. Việt Nam là rất là tuyệt vời. À, hiện tại bây giờ ở bên Nga là đang âm 25 đến âm 30 độ. À, nên là các bạn ấy thích. Bạn ấy ở đây, chỗ này là biển đấy các bạn này. Các bạn ở bên Nga, vì ở bên Nga đang thời tiết là đang mùa đông lạnh thì các bạn ấy sang bên đây là các bạn ấy thích lắm. Đây là toàn bộ khung cảnh đứng ở trên tầng 20 cộng 1. Các bạn ấy là thấy nay có thời tiết đẹp này, vùng trời rất là tuyệt vời luôn, như kiểu trong phim ấy các bạn. Rất là tuyệt vời. Đây, mình quay ra đây là đấy là hai bạn Nga đấy. Ở khách sạn này cũng cảm ơn các bạn ấy là cũng biết đến khách sạn Cara Hotel. Đây là bể bơi buổi tối này. Đây, thời tiết sao quá tuyệt vời. Đây thời tiết đẹp quá, đây lại có đây ngoài bể bơi là có một bạn nữa.
Đây mình quay hôm nãy là quay ở cái chỗ khu tập thể dục nhé. Đây khu bể bơi các bạn nhìn này. Đây thời tiết này, vùng trời rất là đẹp luôn. Các vư Ukraine suda đã à vư Dumai Việt Nam хорошо или так? Я с Украины, но я живу во Франции. А. И мы с мужем приехали сюда, потому что первый раз планировали долго ехать сюда или не ехать, и решили все-таки приехать, посмотреть Азию, для нас это что-то новое. А. Мы сюда на 3 месяца приехали, чтобы полностью открыть для нас что-то новое. А, хорошо. А, сейчас 3 года в Вьетнаме хорошо, там Украина холодно, да? Да, там очень холодно. Да. Украина сейчас очень больная, да? Да. Очень жарко. Да, и очень такая, конечно, события, они очень приятные для всех, потому что я понимаю, и люди там, у нас родственники живут в России, я живу в Украине, и мы, конечно, разговариваем, но немножко напряжно разговор идет, потому что все-таки, как бы, когда летят бомбы над головой и гибнут дети, это очень жалко, зрелище. А вы приезжаете в Вьетнам сколько дней? Отпуск, сколько дней? Мы сюда только 3 дня, как мы приехали. 3 дня? Как мы здесь, да, недавно. А так мы планируем здесь остаться на 3 месяца. 3 месяца? Так, 3 месяца. Хорошо. Чтобы полностью открыть Азию. А, красивый, да? Закат. Да. И вы думаете, хотенка хорошо? Мы только сегодня заехали сюда. Так что мы только тестируем. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, удачи. Как вас зовут? А я Таня. Таня, да. Да. Приятно. Приятно познакомиться, Таня. Спасибо большое. Пожалуйста. Удачи вам. До свидания. До свидания. Эй, gặp một bạn bên kia thì là hai bạn Nga. Còn ở bên đây thì là bạn ấy đến cái chỗ bể bơi này, các bạn ấy thấy trời đẹp này đẹp. Thì các bạn ấy quay, bạn ấy là người Ukraine. Thì hiện tại bạn ấy ở bên đất nước bạn ấy là đang chiến tranh nên bạn về Việt Nam chơi 3 tháng. Thì cảm ơn view ở khách sạn. Ngày hôm nay là thời tiết đẹp nên mình quay sơ qua cho các bạn xem là tất cả khách sạn này, view tất cả 4 xung quanh đều view rất là đẹp các bạn nhé. Thì đây là view thành phố này, view biển này. Đấy, đây này thời tiết trời hôm nay là trời quang mây tạnh, là nắng đẹp. Đấy, bây giờ là đang là 8 giờ tối ở Việt Nam các bạn nhé. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem video của người Việt ở Nga. Các bạn nào chưa đăng ký cho Thanh Ca VTV người Việt ở Nga thì hãy đăng ký cho Thanh Ca VTV để quay được những thước phim đẹp nhất để cho các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video kế tiếp. Bye bye.